Bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang dừng lại ở địa điểm lịch sử mà vào tuần lễ thứ năm Đức Phật đã ngồi tĩnh tọa tại đây. Trong lúc mà ngồi tĩnh tọa suốt một tuần lễ, Đức Phật đã gặp gỡ một vài vị Bà La Môn mà theo họ chủ trương giai cấp đã trở thành như là định mệnh của cuộc sống. Họ cho rằng đó sắc đế lệ chủ quản độc quyền về chính trị và quân sự của đất nước, Bà La Môn là giai cấp chủ quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục, thương gia chủ quản độc quyền về kinh tế, và Thủ Đà La đó là bị bắt buộc phục dịch cho ba giai cấp trên như là những người nô lệ. Đức Phật tại đây đã tuyên bố rằng đó, bằng hành động bao gồm tư duy, lời nói và việc làm, mà nhân cách của con người được thừa nhận là cao hay là thấp, chứ không phải là màu da, bối cảnh gia tộc hay là vị thế xuất thân xã hội của người đó. Như vậy, bằng học thuyết này, Đức Phật đã lập ra đạo đức học Phật giáo dựa vào tâm như là động cơ. Từ động cơ của tâm, con người thể hiện hành động qua hoặc là lời nói hoặc là việc làm. Lời nói đạo đức thì theo Đức Phật gồm có lời nói chân chính, rồi lời nói phù hợp sự thật, lời nói hòa hợp, lời nói lịch sự và lời nói có giá trị. Còn về hành động thì theo Đức Phật, đạo đức thì bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không rượu và ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là những hành động đạo đức cao quý mà con người cần thực hiện để góp phần gây tạo hạnh phúc cho mình và cho người khác. Với học thuyết đạo đức học dựa vào tâm và các hành động cao quý trong ứng xử với mọi người, hệ thống đạo đức học Phật giáo đã mang lại cho cuộc sống này đó những cái nhìn mới, những giá trị mới, mà theo đó đó con người sẽ sống được an vui, hạnh phúc trong đời. Và bằng học thuyết đạo đức học xã hội này, Đạo Phật đã phủ định bốn giai cấp mà những người theo Bà La Môn giáo đã chủ trương. Và bất cứ một loại hình giai cấp nào trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, Đạo Phật cũng không thừa nhận. Đạo Phật đề cao vai trò nhân cách đạo đức qua tư duy và hành xử của con người. Và do đó, viếng địa điểm thứ năm nơi Đức Phật truyền bá học thuyết đạo đức học, chúng ta hãy trở thành là sứ giả đạo đức cho những người thân trong gia đình mình với tư cách là Phật tử. Hãy trở thành là sứ giả đạo đức cho bất kỳ ai mà chúng ta có dịp tiếp xúc và làm việc cộng sự trong cuộc đời của mình, để từ đó thông qua sự mến mộ chúng ta mà những người thân, bạn bè, đối tác lần lượt noi gương mình để trở thành Phật tử sống đời đạo đức, hạnh phúc và an vui. Bây giờ đoàn chúng ta sẽ tiếp tục đi đến địa điểm thứ 6 nơi Đức Phật đã vượt qua các nghịch cảnh của thời tiết và khí hậu.